Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay ghé lại thăm vườn của ông Anh. Hôm trước vườn này cũng trực tiếp Hoàng Anh cùng với anh Hùng và anh Viễn đến để trồng toàn cây vip không ha anh Hùng. Và 7-8 tháng rồi, ông bác vừa chia sẻ là được 7-8 tháng rồi. Bà con chúng ta có thể xem là hôm nay quay trở lại để thăm lại vườn xưa nghĩa cũ nè. Là cây đang phát triển rất là tốt luôn. Trời lúc này là 12 giờ trưa, bác công chú đang ngủ trưa, lào đeo đi vô, đột nhập vô. À, còn xa tích thẳng tắp đằng kia, mà cây thì khá là phát triển anh Hùng ha. Ừ, cây này phát triển tốt. Cây phát triển tốt, này cây ri sáo nè. Anh trồng là như ri thái, ri với mu, với lách thon, coi như là trúng hết rồi. Trúng giá lắm nha bác. Mấy hôm nay là sầu riêng lách thon với lại mu sa kin. Dạ, nhưng mình cứ có làm đi đã. Chứ mình ở mình có mấy anh chị mà không chịu làm, cứ lo bằng ra không. Cái màu lá như vậy là cái màu lá khỏe nha bà con nha. Bắt đầu le cái cơ đọt mới ra rồi nè. Cây hồi xưa trồng cái cây vip dữ ha anh Hùng ha. Cái này mà làm theo một cái quy trình phân thuốc, cái cách chăm sóc của bên tụi con á, thì cây của mình ở đây là 4 năm là mình cho bói à. 4 năm là làm luôn đó. Theo đúng quy trình kỹ thuật mà Willow Farm chia sẻ là tổng nghe anh Quân anh cũng lấy thuốc của mình đều mà phải không? Là sẽ cho bói nha bà con nha, xử lý nghịch vụ đồ luôn. Mô ở đây thì hôm trước là mấy chú đồ lên mô cũng bài bản, hôm bữa mấy chú trồng ở đây rất là dễ thương. Khi mà Hoàng Anh đi trồng là bữa đó là trời mưa luôn mà. Bữa đó trời mưa luôn. Cây đó bà con thấy khi mà trồng cây giống nó khỏe ngay từ đầu á, cây nó rất là tốt, mô này cỏ hơi nhiều ha. Cây bà con coi nó chia cái chi nè, chia rất là đều, tược nè, tược cái ngọn của nó có bút lên nè, thấy thương ghê không đó. Này chắc bác cũng siêng năng xịt ra sâu rầy dữ lắm nè. Mới kiểm tra độ pH giùm em cái anh Hùng. Cây Musakin thấy có vẻ phát triển hơn cây ri sáo hả hả bác? Musakin thấy con thấy phát triển hơn cây ri sáo hả? À, có trồng cây thái nào không ta? Không, thái không có trồng. Là trồng lách thon, Musakin với ri sáo thôi hả bác? Đây, Musakin nó phát triển cỡ bằng khá là đều nguyên vườn luôn nha bà con nha. Rất là đều nguyên vườn luôn. Hay dữ ta. Này là ông bác cũng chịu khó ra vườn dữ lắm nè. Chứ không phải là cây giống với phân bón không, nên ta nói là tam cần, đó là tứ trụ, là nhất nước gì phân, tam cần mà tứ giống. Này là giống rồi, phân rồi, còn lại là nước nè, bà con coi nè. Nước cũng không phải là dạng tốt gì đâu, bà con coi phèn dữ lắm hả bác ha. Phèn dữ lắm mà bà bác, nói chung là có nước tưới nhưng mà nước bị phèn, chứ không phải là điều kiện thiên nhiên ưu đãi hoàn toàn hết bốn cái tứ trụ đó nha bà con nha. Nhưng mà vườn thì bác chăm cũng khá là tốt, đó là thể hiện được cái thứ hai trong cái tứ trụ, đó là chuyên cần nha bà con nha. Rất là chuyên cần, bác là chắc con nghĩ bác ở ngoài vườn không quá đúng không, nãy mới vô ngày nghỉ trưa thôi đúng không. Đây, sử dụng toàn bộ là siêu dưỡng cây Humic Hoa Kỳ, Trico Humic. Đó. 6 chấm mấy anh Hùng? Bằng 7 chấm luôn, 6.5. 6.5. 6.5 luôn hả bác? Độ pH 6.5 là tốt dữ lắm á. Đất ở trong cái khu vực mà này mà 6.5 là ok. Đằng sau cắt cái cành của ta nói nghe chơi coi nè. Cành này nó vượt. Cành này nó vượt không? Gắn lại cho bà con coi nè. Bác coi giùm con. Đó, nó ốp vô nè bác. Nó ốp vô thân á. Ốp vô thân. Rồi anh Hùng anh cắt. Bấm rồi. Cắt là không để ốp vô thân hả? Dạ đó, đúng rồi. Nó cạnh tranh với nhau, cái mốt cái nhánh nó bị, cái tạng mình bị lép. Rồi mình đi vòng vòng xuống dưới mình kiểm tra cho bác luôn, để có gì con chỉ bác ấy. Lần sau cho anh Hùng anh chậm tay lại xíu, con chỉ bác rồi mới cắt ha. Trời, cái khu mù bên kia phát triển dữ lắm quý bà con. Mù em thấy phát triển cỡ chừng gấp được 1.5 ha anh Hùng. Bởi vì nhiều quý bà con nói sao cây mu nó không ấy ra bc đồ này nọ, nó ấy chứ, nó ấy là nó lớn chứ. Này hôm bữa mới lên sình hả chú bác? Đây mới lên sình. Cái này một năm cái mình bồi lại cho nó một lần á, để cho nó lấp hết những cái lỗ học mà mình đào nè. Rồi từ cái mình cho nó hạ thì xong. Trời ơi bên kia ốp vô tiếp. Le đọt quá trời quá đất luôn. Đợt sau là mình ốp là giật cấp giùm con nha. Cây này chắc năm sau mới có ốp được.
Tại vì cái mô của mình hồi trước á làm nó hơi to, hơi cao, hơi bự. Hơi to, bây giờ là cái này cái tàn chừng nào thấy cái tán lá nó từ cái lá tán này nè. Từ cái lá ra tới bên ngoài. Đó thì mới bắt đầu mình mới gom mô tiếp. Dạ. Gom ở dưới ha. Dạ mình gom giật cấp xuống mắt. Ừ. Như cái này là cao đúng không? Ừ. Đây là mình lại bắt đầu mình tuột lại xuống. À. Tài cho nó có cái chân đó bác. Cho cái chân. Dạ, nó có cái chân. Nữa thì mình sẽ ốp là bên đầu mình sửa mô lại là thành cái mô vuông. Ừ. Thôi kệ đi, cỏ đó đi, kệ đại đi. Nắng lắm, đừng nhổ. Kệ. Cỏ nó bò nó quấn. May mà bây giờ là cỏ chỉ này là không được tốt nè, giờ chỉ kiếm cái cỏ trai quăng vô một con đi. Cỏ trai hả? Đó. Cỏ trai nó cải tạo đất hay lắm á. Bữa nó anh Quân rồi mà ta. Có chồng rồi lại có chết rồi chứ. Xịt thuốc cỏ là gì? Không, nó khô quá nó chịu nổi. Khô quá chịu không nổi ha. Đâu con thấy giờ mình có cỏ nó cũng ẩm ẩm nè. Hơi bị lúng nha. Nặng có 60kg mà lúng dưới người ta. Rồi ok, Musakin bên kia bác thấy cái Musakin nó ghiền không bác? Ok ha. Giờ làm sao lội qua bên kia để mình coi mình chỉ bác ta. Với cái cầu nữa. Quay trở lại cầu đó. Quay trở lại đi cầu ha. Mình đi qua mình kiểm tra bên đó. Là bác nhớ là từ hồi nhỏ là phải quản lý cành bên như vậy giùm con nha. Bỏ cái này vô trong cái ấy giùm em anh. Quản lý cành bên giùm con. Chanh nó cũng phát triển tốt quá ha. Chanh thì mình đã trồng cây phụ rồi thì khi mà cho dù chanh có giá hay không có giá thì mình vẫn dành không gian để cho cái cây sầu riêng mình phát triển nha bác nha. Chứ nhiều khi chanh có giá quá rồi cái mình lơ là cây sầu riêng ạ. À. Dạ. Chanh nó thì nó hơi bị ghẻ. Chanh thì nó hơi bị hay bị ghẻ lá, ghẻ trái vô thì bác phun xíu giáp cho cây sầu riêng mình để người nấm khuẩn á. Thì bác lia qua cây sầu riêng cây chanh giùm con luôn nha. Lia sơ nó là nó chịu à. Chanh này phát triển tốt mà. Cái cầu này đi được không? Mà không biết con đi được không ta. Vườn mình kiến lửa nhiều quá. À, đúng rồi, kiến lửa đi lắm. Không có được, đi thì không được mà. Được. Ê. Rớt cái điện thoại xuống. Cái giò bị lùng. Ông đứng xíu giữa xíu nữa đi. Quá được cầu rồi nha quý vị. Rồi tới bác qua đi bác. Con qua bác qua sau ha. Đây, Musakin mà con thấy phát triển hơn chưa? Ok chưa? Đây nè. Nè. Lá màu mỡ gà ha anh Hùng. Mỡ gà. Lá màu mỡ gà. Rồi anh coi có cành nào cành trong không? Nhưng mà dắt trưa nắng như vậy á mà cái bộ lá của mình nó không có xuống á, là cái cây của mình rất là tốt. Tức là nó không có ngủ á bác. Không có bị ngủ á. Nó không có ngủ là cây nó phát triển tốt. Cái bộ rễ ở dưới của cây của mình nó phát triển mạnh khỏe là nó hút được nước lên nhiều á là cái là cho cái lá của mình nó không có bị ngủ vào dắt trưa nắng này. Cái lá sầu riêng Musakin mới thấy nó hơi vàng vàng hơn mấy cái lá sầu riêng khác ha. Lá màu vậy là đúng màu của nó rồi đó. Cái chân kim là lá nó màu vàng mới gà nha bác. Chứ không phải lá bệnh đâu. Bác giờ bác đạo lĩ hào rồi con không biết đường con đi luôn á. Trời ơi trời. Ơi tai nạn nghề nghiệp nha quý bà con. Nó còn phập phiều á. Nó còn phập phiều nha. Đây cây này anh Hùng coi có cái cành nào giống nãy không chị bác đi. Cây này Musakin lúc còn nhỏ thì nó hơi búp măng non, nó hơi búp lên chút nha bác. Ừ. Nhưng mình lớn lên nó tự xà ra. Cái loại Musakin của mình là cái nhánh cành của nó là nó vươn lên. Thì cái loại nó là như vậy, sau này cái cành nó lớn nó bắt đầu nó sạc ra. Sạc tự, tự nó xây tàn. Còn mà như những cái nhánh nào mà nó vươn cao quá nó vượt với cái cành đọt. Cắt thì mình cắt nhưng mà thời điểm này là mình chưa cắt được. Cái cây của mình nó chưa có đủ độ tủ để mình cắt. À, chừng nào mà cây mình nó tới độ tuổi cắt á, thì tụi con sẽ tới đây hướng dẫn cho bác với anh. Ừ. Cái nhánh mà nhánh đó là bắt giờ đâu chỉ bác cắt được chưa? Cắt nhỏ nhỏ được chưa? Mấy nhánh chân nhỏ nhỏ này nè. Thì mình cũng có thể cắt một vài nhánh được rồi. Ừ, anh cắt luôn cho bác đi. Cắt cho bác luôn đi. Đó, đồ nghề của tụi con á. Những cái cành này á hồi xưa là mình giữ lại để cho nó có đủ cái lá để nó quang hợp, nó nuôi cái cây. Còn bây giờ cái cây của mình cái tàn nó như vậy rồi thì mình có thể bỏ bớt từ từ cho nó để thúc đẩy cái quá trình nuôi cái nhánh theo tên này nó bự hơn, nhanh hơn, lớn nhanh. Bây giờ con bấm 1-2 nhánh để cho mình bỏ. Khi mà mình cầm cái kéo á là mình không cần phải có làm cái hành động vậy, chứ cứ để ôm sát vô cái mặt thành vậy. À, bấm giùm con.
là nó vừa luôn. Đó, ôm vậy. Sát vô mặt thành. Đó. Cái dạ trong của cái kéo nè, nó vừa ôm với cái thân là mình bấm được rồi. Đó. Hai cái cành mà con đang bấm á là hai cái cành đực. Thì con bấm con bỏ hết. Đó, như cái cành này con bỏ luôn nè. Cho nó đó. Trống trải đó bác à. Nó trống cái phần chân. Rồi, cái này thì chỉ vậy thôi. Đó. Anh Hùng đi trước đi, em nặng quá, em đi em sụp. Đó, 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 con mới nói xong, ngày bữa phải bắt đền anh Quân mới được. Nó mở đường á. Đường, em có 50kg, em tới 60. Khi nó đạp bơm mềm gì, nổ chết chứ. Đó, hình như những cái nhánh dưới chân này nè bác, thì mình có thể rửa được rồi. Đây là những cái nhánh đực nè. Đó, cành Vĩnh Tâm là con bấm bỏ hết nè. Cành này thì cũng cành là cành vô dụng thì con có bấm bỏ nó bấm luôn. Bấm vô cái một hai nhát là bác thấy nó thoáng liền. Đó. Thằng này nó cũng vậy. Đừng có bấm nhiều quá nha. Thì bắt đầu mình cũng không phải là mình bấm một lần mà nó hết, mình bấm từ từ. Đây là những cái cành gác nè, cành tâm nè. Bỏ mấy cái cành tâm ở trên luôn hên không? À. Tâm tâm này nè. À, ừ, đó. Đó tâm đó bác. Đó. Rồi. Vậy là xong. Như tên này có nhánh nhỏ xíu đó nè. Tâm nè. Rồi cũng bấm bỏ luôn. Để cho cây mình nó thông thoáng, cái gì sâu gầy đồ này kia nó không có xâm nhập vô. Với con thấy á, khi mà mình cắt cho nó thoáng ra vậy á bác, mặc dù có một hai lá một hai cành thôi nhưng mà cái nắng nó chiếu trực tiếp vô cái da của cái thân cây á bác. Cái nó nở ra, cái đầu bạn ấy rạng rạng da ra, các bạn ấy lớn lên rất là lẹ, với lại mấy cái con sâu đồ nó không đu bám vô trong đó nó đục mà mình không thấy nữa. Này đừng thẳng tay quá nha bác, tại nó còn mới có 7-8 tháng cho nó lớn lẹ thôi nha bác, đừng thẳng tay quá nha, chỉ vậy thôi, y chang nãy giờ một hai da một hai kéo thôi. Cây bên này nó cũng vậy thôi nè. Thì những cái cành này nè bác. Nó nhỏ vậy nè. Hồi xưa mình để cho nó quang hợp nuôi cây, hồi giờ nó thì hết giá trị rồi. Mình bấm sao ông phủ phàng vậy? Đó. Đúng rồi, đó. Đây, xong. Rồi đưa kéo cho ông bác ông bắn giùm em một cái đi, yên tâm coi. Được không? Thiệt không? Thiệt nha. À, như cây này là nó đúng nha. Nó dễ nhất luôn nè. Đó. Bác bắt cầm kéo bấm mấy cái nhánh nhỏ dưới giùm con này. Để khi mà mình con tụi con không ở đây bắt mạnh tay bắt bấm. Đó. Hay quá bác ơi. Đó. Đây. Cái này luôn bác. À, cả cái cành này luôn. Cả cái cành nó hơi chướng rồi. Đó, vậy là xong. Phát bóng trên rừng Trường Sơn. Ê nó nghe nè, cây này nó có một cái tượng nó đang vươn lên đó anh Hùng có thể xem giùm em xem là nó có ảnh hưởng gì tới đợt chín không? Bên em. Bên này, cành này đây thì nó có một cái cành nó vươn cao hơn cái tượng cái à. Thì con ở đây con sẽ hướng dẫn luôn cho bác là cắt cái cành này luôn. Còn mai mốt mình nhìn theo á, mình sử dụng giùm con. Cắt rễ giùm con. Đây là bác cho trường hợp nãy giờ tụi con cũng muốn nói với bác để mà thấy cụ thể là nó vươn nó cao hơn cái độc chủ á bác. Thì khi mà mình để như vậy nó vươn lên nó lấn cái tược chủ của mình đã, tê tược chủ mình trong nè, chú thấy không, khi mình kéo ra là nó đều tàn với nhau hết, mà bị thằng này nó lấp thì những cái nhánh ở trong này sẽ mai mốt nó bị thiếu ánh sáng, nó không phát triển nữa, nó bị teo lại rồi bắt đầu nó khô, nhánh nó chết. Thì giờ mình giúp nó để mở cái ánh sáng ra thì bắt đầu mình canh từ ở dưới cái nhánh cá thì lên mình coi cái nhánh nào, đây là cái nhánh dương nè, đó là chú dòm giùm con cái nhánh nào mà nó xè xà ra đây nè, cho nó đều tàn nó phân ra. Thì bây giờ ở đây từ dưới đây lên con thấy nó có hai cái nhánh nó vươn ra nè, khi mình bấm bỏ cái ngọn này thì mai mốt hai cái tay này nè nó sẽ lớn lên, nó làm nhánh trái, hình thành nhánh cái nhánh trái. Thì bây giờ con sẽ bấm bỏ thằng này đó. Ở bên này cũng vậy, nó cũng có ở đây, cây này là của mình, nó được bị ba nhánh dược thì con sẽ bấm bỏ ba nhánh dược luôn cho chú, cho bác, thì mốt mình làm theo để mình bấm cây cho mình đó. Tức là nó dược hơn cái ngọn đó bác. Đó. Đây con bấm luôn, bên đây có nhánh bên này nữa nè, cũng nhiều ha. Cái này hơi nó tại nó sung quá, nó dương lên đó. Rồi bấm bỏ hết là ba cái tay rồi, bốn cái tay dược. Chung cây có rồi, con thấy ok. Da nó đang nứt nở đây nè. Ok nè. Rồi vậy là xong, cái cây này mai mốt thì nó vươn lên nó sẽ tược, nó tàn đều lên. Cái mốt rồi nó nở rồi quá trời đẹp luôn ha. Cái đỏ
Cái này cái đọt mình nó đang nhú mũi giáo nha, thì kêu mà nhú búp ngồi viết á, thì xịt quản lý gậy với nhện đỏ kỹ giùm con, tại vì cái thời điểm này là nó vô rất là nhanh. Cái tháng nắng là cái con nhện đỏ nó phát triển mạnh dữ lắm. Đúng là sầu riêng Mosakin mà con thấy nó phát triển nhanh hơn cái thằng sầu riêng đi sáo rất là nhiều á bà con ha. Phát triển quá trời ok, cây mới có 8 tháng. 8 tháng mà bác thấy cái vườn của bác về bác thấy ok không bác, hài lòng bác, ổn không? Ổn rồi, thấy về thấy được rồi. Thấy im ha. Ừ. Vậy bữa mình có thu chanh rồi thu mít rụt đỏ không? Ngoài đó là trồng mấy tháng rồi? Mới trồng đây mới trồng. Linh mua mình có xuống rau tay rồi nè. Để cho nó bò đi. Đem qua mình những cái mô mà không có. Mít ruột đỏ chịu khó lấy mấy cái cây cọc cũ hồi xưa nè, đem ra ngoài đó cắm vô cho nó đi. Chứ con thấy là nó sẽ bị gió lai đó, nó khó bám rễ vô trong đất lắm. Hôm bữa là tới là thấy mô không ha. Đây nè anh Hồng con, cái này cây mà nhìn thấy tùm quá không hả? Cây mà thấy tùm quá không phải là điều quá mừng nha bác nha, ta phải tỉa cho nó thoáng bớt. Cây này nó hơi úp. Như cái nhánh này nè, nhánh này thì mình bấm bỏ thằng này. Đây, bấm ngang chỗ này để cho nó phụt cái tàn cái tay ra ngoài này. Đây. Đây nó vươn cao quá, đây con bấm chỗ này. Hơi cao ha. Ở bên trong này cành quá trời cành luôn cho nó bớt. Nó cũng có một nhánh nữa nè. Bấm bỏ này. Để cho cái cành, cái tược, cái ngọn chủ á nó vươn lên. Cành dưới luôn đi anh này. Cành dưới cũng có mấy cái nhánh nè, bấm rửa luôn. Rồi, thoáng liền. Rồi, cây mình thoáng liền. Thoáng đãng liền. Dễ quản lý sâu gầy, nắm bệnh, tấn công. Có mấy cái nhánh chừng gì đó bác cứ cắt hết giùm con là được. Cắt hết mấy nhánh chừng. Ok. Dạ. Sợ phẫu thuật thẩm mỹ sai hả? Rồi cảm ơn các bà con chúng ta rất là nhiều. Đây là cái vườn sầu riêng mà mấy anh em có rất nhiều kỷ niệm, nên là trên hành trình mà đi hướng Vĩnh Long thì Willow Farm ghé qua liền. Và đối với vườn của quý bà con chúng ta, vậy mỗi một cái danh sách khách hàng quý bà con nhờ chăm sóc vườn hoặc là gọi là lấy cây giống từ Willow Farm, Willow Farm hỗ trợ kỹ thuật thì Willow Farm đều sẽ ghé qua, trừ khi nào quý bà con chúng ta bận đồ này kia thôi, còn Willow Farm sẽ ghé qua đều hết nha bà con nha. Một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều, cảm ơn bác, sự hài lòng của bác cũng là một cái sự động viên rất là lớn với tụi con đó. Bây giờ bác tiếp tục là chuyển qua coi cây chanh có gì hợp ý với bác không anh Hồng. Cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Hoàng Anh lại tiếp tục đi vườn, lại tiếp tục chia sẻ quý bà con chúng ta những cái hành trình về nông nghiệp Việt Nam một cách đầy thú vị. Đây cũng là một cái cuộc sống rất thú vị của Hoàng Anh. Nếu quý bà con chúng ta nào mà quan tâm về cuộc sống làm vườn thì có thể đăng ký kênh Siêu thị cây giống Willow Farm bằng cách nhấn vào nút like hiện trên màn hình, nhấn vào quả chuông bên dưới và nhớ giúp cho Hoàng Anh nha. Hành trình làm vườn thì không bao giờ là không có nắng và không có mưa. Ha bác ha, không bao giờ không có nắng và không có mưa, lúc nào cũng nắng và mưa. Nhiều khi quanh với anh Hùng đi ngoài đường riết mà về là hai anh em như táo tàu vậy đó. Quanh được cái con gái còn có kem chống nắng đồ này kia, còn anh Hùng thì anh không rồi. Anh sức vô ta nói anh bị đen sao, nên là anh đâu có sức được. Rồi cái vậy là anh cứ đen vậy đó bà con. Nhưng mà thôi được, cái có tấm lòng nhân hậu là cũng được rồi ha anh Hùng ha. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Con cảm ơn bác làm phiền giấc ngủ trưa của bác, tại vì hành trình con còn đi nhiều quá, anh con xin phép bác là bữa nay ăn cắp giấc ngủ trưa của bác một bữa nha. Rồi cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Xin chào.